Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Mua iPhone 13 chưa bao giờ giá tốt như bây giờ. Hiện tại mình có tham khảo tại website của Cellphones thì họ đang để iPhone 13 phiên bản 128GB chính hãng là 21.150.000 đồng. Nhưng nếu các bạn thanh toán qua VNPay và nhập mã CPS, nghĩa là viết tắt của từ Cellphones ấy, 500 thì các bạn sẽ được giảm giá 500.000 đồng cho tất cả các sản phẩm của Apple trị giá từ 10 triệu trở lên. Nghĩa là chắc chắn là iPhone 13 là cao hơn 10 triệu rồi đã. Nó hai mấy triệu cơ mà, đúng không nào? Thế thì bây giờ trừ đi thì chắc là nó chỉ còn có 20 triệu mấy thôi. Đấy, thì mình nghĩ là đây là một mức giá tốt chưa từng có của cái iPhone 13. Còn nếu mà các bạn cảm thấy rằng là cái mức giá này mà nó tốt quá, các bạn mua các bạn lại lăn tăn, thì các bạn có thể tham khảo qua màu xanh lá đi. Cái màu này thì các bạn sẽ thêm khoảng hơn 1 triệu nữa. Đấy, chúng ta sẽ được cái màu xanh lá với mức giá là 22.490.000 đồng. Tất nhiên trừ thêm 500.000 đồng nữa thì nó sẽ còn tầm khoảng gần 22 triệu, thừa 10.000 để chúng ta ăn xôi. Đấy chưa? Rồi, iPhone 13 thì mình đã nói quá kỹ rồi. Đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại đáng mua nhất trong bộ 4 iPhone năm nay của Apple. iPhone 13 mini thì nó quá bé, iPhone 13 Pro với 13 Pro Max thì nó quá đắt. Vậy nên là iPhone 13 mình nghĩ là hợp lý rồi. Rồi, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Quý Đức, bạn hỏi là: Chào anh Dương, hiện tại em dùng sản phẩm của Huawei cũng được một thời gian khá dài. Khá tiếc khi Huawei không còn ở Việt Nam. Bây giờ em muốn đổi máy thì đang phân vân giữa iPhone 13 Pro Max và Galaxy S22 Ultra. Tiêu chí của em là sử dụng lâu dài là chính, thi thoảng chụp ảnh và chơi game. Cảm ơn và chúc anh và ekip nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Và ở phía dưới thì bạn có comment thêm, đấy là hiện tại em cũng đang dùng MacBook, vậy có nên ưu tiên mua iPhone 13 Pro Max hay không? Nếu mà bạn không comment cái câu ở phía dưới thì thực ra là năm nay mình lại nghiêng nhiều hơn về S22 Ultra. Đấy, bởi vì sao? Vì thứ nhất là bạn đang dùng một cái điện thoại Huawei rồi. Nghĩa là bạn có thể là bạn dùng điện thoại Huawei từ ngày xưa, nó vẫn có, chúng ta vẫn sử dụng Android một cách rất là thoải mái và vẫn có các dịch vụ của Google. Thành ra là bây giờ bạn chuyển sang Galaxy S22 Ultra thì vẫn ở trong cái hệ điều hành mở ấy thôi, mình nghĩ là nó cũng rất là thoải mái. Sang iPhone thì nó sẽ là hệ điều hành đóng hơn một chút đấy. Nhưng mà cái comment ở phía dưới của bạn thì bạn lại ghi là hiện tại là bạn đang dùng MacBook rồi. Đấy, nên thành ra là cũng chia sẻ thật với bạn luôn, đấy là nếu bạn có một cái iPhone với cả một cái MacBook ấy thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì khi mà bạn chuyển dữ liệu hay là bạn đồng bộ hóa các thứ nó vô cùng là tiện lợi. Thậm chí là có cuộc gọi điện đến, bạn có thể nghe điện thoại ngay ở trên MacBook được mà không cần phải cầm iPhone. Cái điều này mình thấy rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như là iPhone của mình nhá, mà có cuộc gọi đến mình có thể nghe luôn ở trên MacBook này. Hay là ví dụ như bây giờ mình đang thu âm đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá, mình đang thu âm bằng iPhone 13 mini đúng không? Thế sau khi mà thu âm xong ấy mà mình muốn đưa vào trong máy tính để dựng video ấy, mình có thể bắn AirDrop sang đây rất là nhanh. Hay là đợt Covid vừa rồi mình bị Covid, mình ở nhà, mình dùng iPhone ra mình quay, thế xong rồi mình bắn AirDrop trực tiếp qua MacBook, xong mình dựng một cách vô cùng là tiện lợi. Đấy, thì mình thấy là cái đó cũng là cái đáng để bạn cân nhắc. Chứ còn iPhone 13 Pro Max và S22 Ultra thì mình đã so sánh nó quá nhiều rồi, chắc cũng không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng về lâu về dài nữa, ở đây bạn còn có thêm nữa là sử dụng về lâu dài, thì 13 Pro Max sẽ hơn đấy. Còn năm nay thì cái S22 Ultra được một cái ưu điểm, đấy là chụp ảnh của nó sẽ ổn hơn. Còn chơi game thì 13 Pro Max vẫn tốt hơn S22 Ultra. Đấy là cái đánh giá của mình. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Khôi Kiều, bạn hỏi là: Em đang phân vân giữa iPad mini 6 và Red Magic 7 để chơi game Liên Quân và PUBG. Em đang xài iPhone 13 Pro làm máy chính. Moin trả lời: tháng sau em mua rồi, cảm ơn anh. Thực ra ấy, là nếu như bạn lại không để cái vế ở phía sau, nghĩa là bạn để là bạn đang xài iPhone 13 Pro rồi ấy, thì nếu mà để chơi game ấy, thì mình lại nghiêng về Red Magic 7 hơn. Bởi vì là chơi game Liên Quân, thực ra là chơi game Liên Quân và PUBG ấy, thì bạn mua iPad mini 6 hay là Red Magic 7 đều tốt cả. Bởi vì hai con này cân được hết những cái tựa game nhiều là Liên Quân với cả PUBG. Nhưng để mà chơi game tốt hơn thì rõ ràng là Red Magic 7 chắc chắn là sẽ chơi game tốt hơn so với iPad mini 6 rồi. Bởi vì là nó được tối ưu hóa không gian trò chơi rất là ngon. Nó cũng sẽ được tùy chỉnh cực kỳ sâu vào trong hệ thống này. Nó có một cái sạc siêu nhanh, cộng thêm đó là nó có một hệ thống tản nhiệt rất là xịn sò. Đấy, thì mình thấy là cái đó là những cái đủ để chúng ta có thể cân nhắc mua Red Magic 7. Thế tuy nhiên, ở cái vế sau ấy, bạn lại ghi là bạn đang xài một cái iPhone 13 Pro rồi. Nên thành ra là trong cái trường hợp này mình nghiêng nhiều hơn về iPad mini 6. Bởi vì là iPad mini 6 thì về cơ bản là có thể chơi game nó sẽ không sướng bằng Red Magic 7.
Nhưng chơi game Liên Quân và PUBG nó vô cùng mượt mà đấy nhá. Và thêm một cái điểm nữa đấy là khi mà bạn có thêm một cái iPad rồi thì cái việc chúng ta đồng bộ với cả một cái iPhone nó cũng rất là tiện lợi. Đấy. Và biết đâu nếu mà bạn không chơi game mà sau này bạn làm những cái thứ khác, ví dụ như là bạn muốn giải trí tốt hơn, bạn cần một cái màn hình nó to hơn để bạn có thể học online cho đỡ mỏi mắt, hay là làm việc online cho cũng đỡ mỏi mắt chẳng hạn. Ví dụ thế thì cái iPad mini 6 nó sẽ đáp ứng được tốt hơn những yêu cầu đấy nữa. Nghĩa là nếu mà bạn mua thêm một cái iPad mini 6 thì cái việc iPad mini 6 nó kết hợp với cái iPhone 13 Pro nó sẽ khiến cho bạn sử dụng một cách đa dụng hơn so với cả bạn kết hợp với cả một cái Red Magic 7. Thực ra là Red Magic 7 và iPhone 13 Pro thì nó cũng không quá liên quan đến nhau, nó cũng thể bổ trợ cho nhau trong một số những trường hợp. Nhưng mà rõ ràng là iPhone 13 Pro thì kể cả bạn muốn chơi game nó vẫn rất tốt mà, đâu phải nhất thiết là cần thêm một cái điện thoại nữa để mà chuyên chơi game đâu, đúng không nào? Vậy nên trong trường hợp này thì mình lại nghiêng về iPad mini 6. Nhưng nếu không có cái vế thứ hai, nghĩa là nếu mà bạn không ghi là em đang dùng iPhone 13 Pro thì mình lại nghiêng về Red Magic 7, được chưa? Đấy, không nhiều khi nhiều bạn cứ nói là ô, cũng với cùng một câu hỏi, hôm nay ông Dương lại tư vấn là con A, hôm sau ông lại tư vấn là con B, ô thế ông này là ba phải à? Không phải như vậy đâu, bởi vì rất đơn giản thôi. Với mỗi một người thì một cái nhu cầu nó khác nhau, và với mỗi một cái tình huống thì mình phải tư vấn một cái nào mà nó phải phù hợp nhất với cả người sử dụng. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy, chứ nếu mà chúng ta cứ chỉ chăm chăm vào là à, máy A tốt hơn máy B để về cái khoản này để chúng ta có thể lựa chọn ngay máy A ấy, thì như thế mình thấy là nó không hợp lý. Và như thế thì nó lại không phải là tư vấn điện thoại, mà đấy nó chỉ là một cái gọi là quảng cáo sản phẩm thôi, đúng không ạ? Đấy, đối tác mà thích sản phẩm nó tốt thì chúng ta lại nâng bi bợ đít sản phẩm đó lên, đối tác mà không thích thì chúng ta lại dìm nó xuống, kiểu như thế. Thế này không được đấy, và chúng ta phải luôn luôn giữ một cái quan điểm đấy là tư vấn phù hợp nhất với từng người. Và đấy là cái lý do mà vì sao cái số tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình rất là nhiều khán giả trung thành đến như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi đến từ bạn Dũng Phan Trung, bạn hỏi là: chào anh Dương, anh tư vấn giúp em nên chọn SE 2020, SE 2022 hay là iPhone 8 cũ. Mua về iPhone 8 cũ thì chọn thì bạn ghi là mua về để thay pin này, thì đáng với cả số tiền bỏ ra. Em chỉ thích kiểu dáng của ba con này, nhu cầu của em dùng cũng cơ bản, chỉ cần dùng ổn định lâu dài. Cảm ơn, chúc anh nhiều sức khỏe. Thực ra là bây giờ mình thấy là như này này, cái iPhone 8 thì nó loanh quanh tầm khoảng 4-5 triệu tùy từng cái hình thức. Đấy, nhưng mà đại loại là nếu mà bạn mua cũ như thế thì bạn cũng cần phải thay pin đúng không? Mà thay pin vào thì kể cả cái giá cộng và thay pin mình cho như là 5 triệu đi, thì nó cũng lệch không nhiều so với SE 2020. SE 2020 bây giờ thì các cửa hàng họ chỉ bán loanh quanh tầm khoảng 6 triệu đến 7 triệu là cùng thôi, nghĩa là cái số tiền chênh lệch bạn bù thêm chỉ có 1-2 triệu thôi. Nhưng khi mà lên đến SE 2022 ấy, thì bạn phải bỏ thêm rất là nhiều tiền, bởi vì SE 2022 bây giờ là gần như là chưa có hàng cũ, hoặc nếu như có hàng cũ đi chăng nữa thì cái giá lệch giữa hàng cũ và hàng mới nó không quá nhiều đâu. Đấy, mà nếu mà bây giờ mua hàng mới thì chúng ta sẽ phải bỏ ra rất là nhiều tiền, tầm khoảng mười mấy triệu. Thì mình nghĩ là trong cái trường hợp này, mua SE 2020 sẽ là hợp lý nhất, chắc chắn đấy. Mình đang tư vấn là rất là phù hợp với bạn SE 2020 nhé. Thứ nhất giá nó không quá cao, và thứ hai nữa là nó có thể sử dụng được lâu dài hơn iPhone 8 rất là nhiều, và cũng đỡ phải lăn tăn đến việc phải thay pin. Thay pin vào rồi nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến khả năng kháng nước kháng bụi. Đấy, vậy nên là chốt phương án này là SE 2020. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thức Nguyễn Minh, bạn hỏi là: chào anh Dương, em có tầm 4 triệu có thể cố lên 5 triệu. Em muốn có một con điện thoại Android chơi game tốt, màn hình đẹp, tần số quét càng cao càng tốt, hãng nào cũng được, ưu tiên Samsung hơn. Mong anh tư vấn, chúc anh nhiều sức khỏe. Nếu mà bạn ưu tiên Samsung thì thực ra là với cái tầm giá này bạn không nhất thiết phải cần một chiếc điện thoại nó tần số quét phải quá cao đâu. Bạn có thể cân nhắc mua, thứ nhất đó là Samsung Galaxy S10e. Đây mặc dù là chiếc điện thoại màn hình bé, nhưng mà màn hình 5,8 inch của nó không phải là đến mức độ quá bé như kiểu là iPhone 13 mini hay là 12 mini đâu. 5,8 inch là nó cũng xem với cả iPhone 10 và iPhone 10s đấy nhá. Đấy, con này là một cái con mà mình đánh giá là chơi game tốt. Nếu như bạn lựa chọn mua phiên bản chip Snapdragon 855, màn hình của nó cũng tương đối đẹp đấy, nhưng mà tần số quét thì nó không cao. Đấy, và bạn ưu tiên Samsung thì mình nghĩ là đấy là một cái sự lựa chọn hợp lý. Hàng mới thì mình thấy là 4-5 triệu, Samsung không có điện thoại nào cấu hình mạnh nên mình không tư vấn. Còn chúng ta cũng có thể tham khảo qua một cái điện thoại nữa, chắc cũng phải tầm khoảng hơn 5 triệu một chút. Đấy là Samsung Galaxy A90 5G. Đấy, đây cũng là một cái điện thoại mình đánh giá rất là ổn với con chip Snapdragon 855. Thì khi bạn mua cái con này thì được cái ưu điểm đấy là cái màn hình của nó sẽ lớn hơn Galaxy S10e, và cái viên pin nó tốt hơn, nó sẽ giúp chúng ta có khả năng chơi game nó cũng tương đối là tốt. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc một trong hai con. Bạn thích màn hình bé thì S10e, còn nếu không thì sẽ là Galaxy A90 5G.
Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Vũ Xuân Hoàng. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, tư vấn cho em một máy từ 5 đến 6 triệu, màn hình AMOLED, pin trâu, CPU là Dimensity hoặc là Snapdragon, cả máy cũ lẫn máy mới, ưu tiên chơi game ạ. Đấy, thế thì đúng thật là trả lời cho cái câu hỏi này của bạn, thì bạn Bảo Quốc mình cũng đồng ý với cả cái quan điểm của bạn luôn. Đấy là Realme Q3 Pro. Realme Q3 Pro thì bạn có thể lựa chọn phiên bản chip Snapdragon cũng được, chip Snapdragon đầu 7 đấy. Con này ngon đấy nhá. Hoặc là bạn có thể sử dụng Dimensity 1100 cũng khá là ổn để bạn có thể chơi game. Đấy, màn hình AMOLED tần số quét cao, sạc thì rất là nhanh. Thêm nữa là thiết kế thì tương đối là trẻ trung, nó lại còn có cả loa ngoài là loa kép, có vân tay bên trong màn hình, và mình nghĩ rằng là Realme Q3 Pro là cái sự lựa chọn gần như là tốt nhất dành cho bạn Vũ Xuân Hoàng rồi. Thực ra là 5 đến 6 triệu bạn cũng có thể mua Poco X3 Pro để bạn chơi game rất là tốt đấy. Pin trâu, chip Snapdragon 860 rất là mạnh, nhưng mà vấn đề là màn hình của nó thì lại là màn hình IPS, và cái tấm nền của nó thì nó hơi tệ, cũng như là cái độ sáng của nó thì không cao, nó không được như màn hình AMOLED được. Vậy nên là với cái trường hợp này thì mình nghĩ là bạn nên mua Realme Q3 Pro. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.